Bài 2, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A và tìm giá trị lớn nhất của biểu thức B. Thì các bạn cần nhớ nha, ở đây mình sẽ nêu một cái kiến thức các bạn cần nhớ nè. Kiến thức đó là lớn hơn bằng, ký hiệu này gọi là lớn hơn bằng. Lớn hơn bằng thì là nhỏ nhất, là min đó các bạn, là giá trị nhỏ nhất đó các bạn. Còn nhỏ hơn bằng là nhỏ hơn bằng, nhỏ hơn bằng thì là lớn nhất. Các bạn thấy nó ngược không ạ? Đó, các bạn phải nhớ nguyên lý này nha, nó ngược lại. Rồi, thì bài A bằng 262006 cộng x cộng 3. Thì các bạn nhớ đến một cái liên quan về trị tuyệt đối, đó là trị đối A luôn luôn lớn hơn bằng bằng 0. Vậy từ đây ta có trị tuyệt đối x cộng 3 luôn luôn lớn hơn bằng 0. Sau đó các bạn nhìn vào nè, các bạn thấy cộng thêm bao nhiêu ạ? Cộng thêm 2006 thì các bạn cộng 2 vế cho 2006. Vậy là đây chính là biểu thức A nè, vậy lớn hơn bằng đây ra 2006. Vậy lớn hơn bằng nè thì là nhỏ nhất, vậy A có giá trị nhỏ nhất là 2006. Bài B ta có gì ạ? Ta có y chang nha các bạn, trị tuyệt đối x trừ 2 luôn luôn lớn hơn bằng 0. Thì các bạn thấy có nhân thêm dấu trừ không ạ? Nhân thêm dấu trừ nha các bạn, nhân dấu trừ này chính là nhân cho trừ 1. Thì các bạn nhớ nè, đối với bài bất phương trình, bất phương trình là gì? Lớn hơn, nhỏ hơn, lớn bằng, nhỏ hơn bằng là gọi là bất phương trình. Bất phương trình thì nhân cho số âm, nhân hay chia cho số âm chiều đổi. Vậy nhân cho trừ thêm dấu trừ nè, vậy chiều đổi đó, không nhân cho trừ 1 ra 0. Sau đó các bạn thấy cộng thêm 100 bao nhiêu ạ? 1009 thì các bạn cộng 2 vế cho nó. Được chưa? Cộng 2 vế cho nó. Rồi, đây chính là B nhỏ hơn bằng, đây ra 1009. Nhỏ hơn bằng thì là B có giá trị lớn nhất là 1009.